Ủy ban châu Âu ngày hôm qua mùng 2 tháng 6 cho biết, lãnh đạo của hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga và Ukraine là Gazprom và Naftogaz sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề khí đốt trong vài ngày tới. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo của hai tập đoàn này và sau cuộc gặp ba bên giữa đại diện của Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine tại thủ đô Bruxelles của Bỉ mới đây. Hai bên đã nhất trí trong thời gian diễn ra đàm phán, các bên không cắt giảm nguồn cung khí đốt. Phía Ukraine sẽ không phải thanh toán trước tiền khí đốt tháng 6 và các bên sẽ không đưa những vấn đề tranh cãi ra trước tòa án quốc tế. Theo Ủy viên châu Âu về năng lượng Gunther Oettinger, mục tiêu của Ủy ban châu Âu là đạt được một mức giá khí đốt ổn định trong vòng một năm tới, trong mọi trường hợp xảy ra bất đồng về pháp lý nhằm đảm bảo an toàn nguồn cung khí đốt, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu và kế hoạch thanh toán các hóa đơn mua khí đốt của Ukraine, cũng như mức giá khí đốt cho tương lai. Yêu cầu và kỳ vọng của chúng tôi là các bên có thể đạt được một mức giá ổn định trong giai đoạn từ nay đến tháng 6 năm sau. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về mức giá đang được các bên xem xét, song ông Oettinger cũng khẳng định con số này sẽ dao động trong khoảng từ 268 đến 485 đô la Mỹ mỗi 1.000 mét khối khí đốt. Trước đó, Gazprom cũng vừa xác nhận đã nhận được 786 triệu đô la Mỹ tiền nợ khí đốt từ phía Ukraine, đồng thời quyết định lùi hạn áp dụng chế độ thanh toán trước tiền khí đốt đối với Kiev đến ngày 9 tháng 6 tới.